Xin kính chào các anh chị. Thì sau đây mình xin giới thiệu tới các anh chị một cái sản phẩm rất là mới của Vina Hardware, đó là bộ khuôn bàn chân hình thang dùng cho bàn làm việc và bàn văn phòng. Thì toàn bộ sản phẩm được gia công từ cái vật liệu sắt hộp 25x50, gia công rất là tỉ mỉ và đảm bảo và chất lượng sơn tĩnh điện cũng như là các cái vị trí mối hàn được xử lý rất là đẹp và được lắp ráp bằng cái lục giác chìm như thế này. Thì toàn bộ sản phẩm sau khi gia công cho cái thẩm mỹ rất là cao, do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng khi mà lắp đặt cho các cái công trình nội thất. Toàn bộ sản phẩm sau khi gia công sẽ được đóng gói bằng cái màng PE, đảm bảo khi vận chuyển tới các công trình của các anh chị luôn luôn đẹp và đảm bảo là cái chất lượng sơn cũng như là thẩm mỹ cao nhất khi cung cấp tới khách hàng. Chúng ta nhìn thấy chất lượng sơn rất là đẹp và toàn bộ sản phẩm sau khi được gia công sẽ được kiểm tra rất là kỹ lưỡng khi mà cung cấp tới các anh chị, do đó các anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng. Nếu các anh chị có nhu cầu về cái việc gia công các chi tiết về khung bàn ghế văn phòng hoặc là quá trình có thể là gia công mặt ván, cũng có thể liên hệ trực tiếp Vina Hardware để được hỗ trợ, cũng như là việc nhà gia công các chi tiết phụ kiện như là chân tăng chỉnh các sản phẩm hay bản lề sắt, bản lề lá, bách sắt, khung bàn ghế và phụ kiện ngành gỗ, thì có thể liên hệ trực tiếp tại xưởng Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết.